rất vui khi được gặp lại các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Những tin tức mới nhất, nổi bật nhất về tình hình Covid trong 24 giờ qua sẽ được chúng tôi tổng hợp và mang đến cho quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Gia tăng bệnh nhân Covid-19 nặng. Thưa quý vị, dịch Covid-19 đang có dấu hiệu bùng phát trở lại khi những ngày qua, số ca mắc trên cả nước liên tục tăng. Hôm qua, số mắc mới trong ngày vượt quá 10.000 ca bệnh. Tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân nặng đến từ các tỉnh thành phía Bắc nhiều bệnh nhân chưa được tiêm vaccine. Tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, các buồng bệnh kín người nằm. 27 bệnh nhân nặng phải thở máy, hai bệnh nhân khác cần đến hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO. Đặc biệt, có 4 bệnh nhân rất nặng dù đã tiêm một mũi vaccine phòng COVID-19. Các bác sĩ liên tục thăm khám, theo dõi chuyển biến của các bệnh nhân. Chỉ một dấu hiệu thay đổi nhỏ cũng có thể khiến tình trạng bệnh nặng lên, nguy hiểm đến tính mạng. Hầu hết các ca bệnh đều là những người trên 70 tuổi, một số trường hợp đã 80 tuổi. Thạc sĩ bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực cho biết, khoảng 10 ngày nay, bệnh nhân mắc COVID-19 nặng có xu hướng tăng nhanh, trung bình mỗi ngày có 5 đến 6 ca nhập viện. Các bệnh nhân đều được y tế tuyến tỉnh chuyển tới trong tình trạng suy hô hấp, một số trường hợp phải can thiệp đặt ống nội khí quản, thở máy ngay khi vào viện. Đa số bệnh nhân là người cao tuổi có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường. Ngoài 4 bệnh nhân nặng đã tiêm một mũi vaccine, những trường hợp còn lại đều chưa tiêm vaccine. Đáng chú ý, có hai bệnh nhân là phụ nữ mang thai, chưa tiêm vaccine. Những trường hợp bệnh nhân thở máy đều trên 70 tuổi nên tiên lượng rất nặng. Tiêm vaccine phòng COVID-19 nhưng còn phải xác định phụ thuộc miễn dịch của cơ thể. Không phải người nào tiêm một mũi vaccine cũng sinh đủ kháng thể. Cũng có những trường hợp tiêm 2 mũi nhưng do cơ địa sinh miễn dịch kém vẫn có nguy cơ bị mắc và mắc nặng. Tuy nhiên, tỷ lệ nặng sau tiêm hai mũi vaccine rất ít. Đa phần những người tiêm hai mũi mắc nặng có cơ địa suy giảm miễn dịch, bệnh nền hoặc cao tuổi. Những bệnh nhân đang điều trị phần lớn chưa được tiêm vaccine. Họ đến từ những tỉnh thành phía Bắc, có nhiều địa phương chưa đủ vaccine bao phủ mũi một. Bác sĩ Phúc phân tích. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam, Tổ trưởng Tổ điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, cho biết, hầu hết mọi người nghĩ virus SARS-CoV-2 tấn công phổi gây tổn thương phổi. Tuy nhiên thực tế, virus còn tấn công hàng loạt cơ quan trong cơ thể. SARS-CoV-2 trước qua tế bảo niêm mạc hô hấp thông qua đó chuyển thông tin để chỉ huy các tế bào tổng hợp thành phần và tái tạo ra nhiều virus mới từ đó phá hủy tế bào cũ rồi theo đường máu đi khắp nơi do đó covid 19 không chỉ gây bệnh ở phổi mà gây bệnh toàn thân người ta phát hiện ra rằng ở phổi bệnh nhân covid 19 có rất nhiều nơi bị tắc không chỉ ở động mạch mao mạch phế nang mà cả tĩnh mạch phổi cục máu đông của tĩnh mạch phổi sẽ theo dòng máu đi về tâm nhĩ trái gây tắc mạch toàn thân Điều đó giải thích vì sao COVID-19 gây huyết khối tắc mạch và đi khắp nơi từ não đến chân. Giáo sư Bình phân tích. Chuyên gia đầu ngành về hồi sức tích cực nhấn mạnh, về mặt khoa học, tất cả các vaccine đều có một tỷ lệ bảo vệ nhất định và tỷ lệ này không bao giờ đạt 100%. Tỷ lệ bảo vệ của tất cả các vaccine hiệu quả hiện nay được Bộ Y tế công nhận dao động từ 70 đến 80%. Như vậy, vẫn có 20% sau khi tiêm vaccine COVID-19 xong vẫn bị nhiễm. Riêng Delta có hiện tượng xuyên phá hệ thống miễn dịch nên vaccine, hệ thống kháng thể của cơ thể không ngăn chặn hoàn toàn được. Đó là lý do vì sao hiện Delta là chủng làm cho rất nhiều người đã tiêm vaccine COVID-19 vẫn bị nhiễm bệnh. Khi nhiễm bệnh, 90% người đã tiêm hai mũi vaccine sẽ được bảo vệ, nhiễm bệnh nhẹ, không cần thở oxy. Tuy nhiên, vẫn có tỷ lệ 10% bệnh nặng và tử vong. Có nhiều lý do, trong đó không phải trường hợp nào kháng thể cũng có thể bảo vệ được cơ thể trước tác động của virus. Với người lớn tuổi, tỷ lệ bảo vệ có thể thấp hơn, khoảng 80 đến 85%. Thanh Hóa, hơn 130 học sinh giáo viên trường tiểu học phải đi cách ly tập trung. Theo thông tin từ thành phố Thanh Hóa, ca mắc Covid-19 mới ghi nhận là học sinh lớp 5C trường tiểu học Hoàng Hoa Thám. Trước đó, học sinh này đã nghỉ học ở nhà do sốt, ho, kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR dương tính. Ngay sau khi ca bệnh có kết quả Lực lượng chức năng đã tổ chức test nhanh kháng nguyên toàn bộ giáo viên và học sinh lấy mẫu gộp xét nghiệm RT-PCR cho khoảng 50% giáo viên học sinh trong trường. Qua test nhanh kháng nguyên, toàn bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường phát hiện thêm 3 trường hợp test nhanh dương tính, hiện tại đang chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR. Hiện tại, ngành chức năng đã thực hiện chuyển cách ly tập trung F1 gồm 3 lớp là 5A, 5C, 5D với 122 học sinh và 9 giáo viên tại khách sạn Hải Yến và Nhân Đức, thành phố Sầm Sơn. Chuyển cách ly tập trung F0, có phụ huynh tình nguyện đi cùng để chăm con tại Bệnh viện điều trị COVID-19 của tỉnh. Từ ngày 19 tháng 11, nhà trường đã tạm thời nghỉ học và thực hiện cách ly các cháu cùng toàn bộ gia đình tại nhà cho đến khi có thông báo mới. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đợt 2 từ ngày 22 đến 28 tháng 11. Đợt này, thành phố tiêm mũi 2 cho trẻ sinh sống, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm mũi 1 đủ thời gian, kể cả trẻ tiêm mũi 1 tại tỉnh thành khác. Ngoài ra, thành phố cũng tiêm mũi 1 cho trẻ chưa tiêm trong đợt 1 do phải hoãn tiêm, mới tròn 12 tuổi, mới đồng thuận tham gia tiêm chủng, mới trở về thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung này được đề cập trong công văn Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các sở ban ngành theo đó, các địa phương giả soát, thống kê số lượng và lập danh sách trẻ cần tiêm vaccine. Phụ huynh hoặc người giám hộ cung cấp thông tin căn cước công dân hoặc mã số định danh cá nhân và địa chỉ thường trú của trẻ. Trẻ thường trú ở tỉnh, thành phố khác chưa có căn cước công dân. Công an cấp xã hỗ trợ người dân nhận mã định danh cá nhân hoặc có biện pháp giải quyết phù hợp nếu không kịp cấp mã. Học sinh, sinh viên chưa tròn 18 tuổi, đang học cao đẳng, đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với cơ sở giáo dục lập danh sách, chuyển về trung tâm y tế hoặc phòng y tế địa phương nơi cư trú để tổ chức tiêm. Địa phương vận động người dân đồng thuận tiêm cho trẻ để đạt độ phủ trên 90% và tạo mọi điều kiện cho trẻ thuộc nhóm không đi học, tạm trú, nhập cư được tiêm vaccine. Địa phương hỗ trợ trẻ không có phụ huynh hoặc người giám hộ được nhận ý kiến đồng thuận tham gia tiêm chủng và đi tiêm. Chiến dịch tiêm chủng COVID-19 đợt 1 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi tại thành phố diễn ra từ ngày 27 tháng 10 đến mùng 8 tháng 11 tại 509 điểm tiêm cho trẻ đi học và 68 điểm tiêm cho trẻ không đi học. Hơn 651.400 trong số 701.800 trẻ từ 12 đến 17 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19, đạt tỷ lệ 92,8%. Trong đợt 1, 54 trẻ có phản ứng thông thường, chưa trường hợp nào phản ứng nặng sau tiêm. 12 trẻ chống chỉ định tiêm chủng. 560 trẻ có bệnh nền được chuyển tiêm tại bệnh viện. Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá đã hoàn thành chiến dịch đợt 1 thành công, đảm bảo các công tác an toàn tiêm chủng. Đến nay, Bộ Y tế đã phê duyệt hai loại vaccine tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là vaccine của Pfizer và của Moderna. Chiến dịch tiêm cho trẻ thời gian qua được tiêm với loại vaccine Comirnaty của Pfizer BioNTech do hiện chưa có đủ vaccine Moderna. Chiến dịch tiêm chủng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên cả nước bắt đầu hôm mùng 1 tháng 11. Tuy nhiên trước đó, một số địa phương đã tiêm thí điểm, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Quảng Bình hơn 200 trường hợp về từ vùng dịch dương tính viết sát COVID-2. Tỉnh Quảng Bình vừa ghi nhận thêm 15 trường hợp dương tính viết sát COVID-2, trong đó có 9 trường hợp trở về từ vùng dịch, 2 trường hợp ghi nhận trong khu cách ly tập trung, 1 ca tại khu vực phong tỏa và 3 người là F1 của các ca mắc trở về từ vùng có dịch chuyển thành F0. Những trường hợp dương tính mới trên được phát hiện tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy và thị trấn Quán Hầu, huyện Quảng Ninh. Tính từ ngày 7 tháng 10 tới nay, tổng số người từ vùng dịch trở về Quảng Bình được xác định là dương tính với SARS-CoV-2 là 247 trường hợp. Trong đó, huyện Tuyên Hóa là địa bàn có dịch bệnh diễn biến phức tạp với chùm ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng tại thị trấn Đồng Lê với 16 trường hợp dương tính. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Tuyên Hóa đã thành lập khu điều trị các trường hợp F0 cấp 1, cấp 2 gồm triệu chứng nhẹ và không triệu chứng ở trường mầm non Sơn Hóa, xã Sơn Hóa. Khu điều trị sẽ được kích hoạt tiếp nhận bệnh nhân trong trường hợp bệnh viện đa khoa Tuyên Hóa quá tải. Nguy cơ mắc COVID-19 trong nhà vệ sinh công cộng, các nhà khoa học tại Đại học Quốc gia Australia và Đại học Nam Australia đã phân tích dữ liệu từ 38 nghiên cứu khác nhau. Những nghiên cứu này đã được thực hiện ở 13 quốc gia nhằm xác định nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ các nhà vệ sinh công cộng. Các chuyên gia đã phát hiện ra rằng, việc xả nước bồn cầu mà không đậy nắp có thể khiến cho các hạt chất thải và các nước siêu nhỏ bay đi xa tới gần 1,4 mét. Những hạt này có thể mang mầm bệnh và lưu lại trong không khí đến 30 phút. Trước đó, một nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng, số lượng các hạt siêu nhỏ bắn ra từ bồn cầu xả nước không đậy nắp tương đương với lượng giọt bắn của một người nói chuyện liên tục trong vòng 6 phút rưỡi. Tuy nhiên, xả bồn cầu không đậy nắp không phải là nguy cơ lây COVID-19 duy nhất. Nghiên cứu phát hiện rằng những thùng rác không có nắp đậy cũng mang lại nguy cơ lây nhiễm bệnh. Đặc biệt, khi thùng rác đặt dưới hoặc đặt gần máy sấy khô tay tự động, máy sấy này khi bật có thể thổi bay các giọt bắn lan xa tới 2,7 mét. Ngoài ra, việc rửa tay không kỹ, bề mặt nhà vệ sinh công cộng hay cống thoát nước bị tắc nghẽn cũng làm nguy cơ lây nhiễm COVID-19, khiến cho vi khuẩn và virus phát triển nhiều hơn. Kể từ khi dịch COVID-19 lây lan, nhiều người đã hạn chế sử dụng nhà vệ sinh công cộng do ý thức được nguy cơ lây nhiễm từ đó. Giáo sư Erika Don, một trong những tác giả nghiên cứu của Đại học Nam Australia đã giải thích. Tuy nhiên, nếu mọi người hạn chế thời gian lưu lại nhà vệ sinh công cộng, rửa và lau khô tay đúng cách, hạn chế sử dụng điện thoại hoặc ăn uống trong đó, nhà vệ sinh được vệ sinh sạch sẽ thì có thể hạn chế đáng kể nguy cơ lây nhiễm, giáo sư Don đã nói thêm. Dù nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao hay thấp thì các chuyên gia vẫn khuyến cáo mọi người giữ gìn vệ sinh một cách thận trọng, mang khẩu trang và sát khuẩn tay thường xuyên. Những thói quen này không chỉ giúp giảm nguy cơ nhiễm COVID-19 mà còn phòng ngừa nhiều bệnh khác. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình đến cho quý vị và các bạn. Để đẩy lùi dịch bệnh, kính mong quý vị và các bạn cùng thực hiện đúng 5K của Bộ Y tế để bảo vệ mình, người thân và cả cộng đồng. Để xây dựng và phát triển, chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quý vị. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!